Xin chào các bạn, hôm nay Shop 2 Bánh sẽ giới thiệu cho các bạn những món đồ chơi cần thiết cho mẫu SH Việt Nam 2020 hiện đang có bán tại shop như kính chắn gió Zipat chính hãng giá 480.000 đồng một cái với nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn theo màu xe, thảm lót chân cao su giá 75.000 đồng, cao su bọc Smart Key giá 50.000 đồng một cái, bao tay Arai chính hãng đến từ Ý giá 450.000 đồng một cặp với nhiều mẫu mã. Bao tay Daytona chính hãng đến từ Nhật giá 400.000 đồng một cặp và cũng có nhiều mã gai. Bao tay Spider đến từ Mỹ có giá 390.000 đồng một cặp và có nhiều màu lựa chọn. Bao tay Driven chính hãng từ Mỹ giá 450.000 đồng một cặp có nhiều mẫu gai. Bao tay Barracuda giá 350.000 đồng một cặp. Bao tay Racing Boy gù nhôm giá 150.000 đồng một cặp. Kính Racing Boy mẫu hột xoài giá 500.000 đồng một cái. Kính Racing Boy mẫu tròn giá 390.000 đồng một cái. Kính H2C chính hãng có giá 490.000 đồng một cây. Ngoài ra còn có kính gù Racing Boy mã MZ004 có giá bán 500.000 đồng một cái. Và kính gù Racing Boy MZ008 giá 390.000 đồng. Tay thắng Racing Boy chính hãng giá 500.000 đồng một cặp. Cảng sau kiểu 300i chính hãng từ Zipat loại trong suốt giá 600.000 đồng một cái. Ngoài ra còn có loại đen mờ, đen bóng giá 400.000 đồng một cái. Ốp lọc gió trong suốt chính hãng Zipat giá 420.000 đồng một cái, có nhiều màu lựa chọn. Chân chống Racing Boy chính hãng giá 380.000 đồng một cái. Che két nước nhôm Honda giá 220.000 đồng một cái. Mắt mèo Zipat giá 200.000 đồng một cặp. Cuối cùng là combo chăm sóc bảo dưỡng cho xe AB đến từ Go Racing. Chai chăm sóc nhựa nhám, vỏ xe Go Racing giá 89.000 đồng. Nước làm mát Go Racing giá 135.000 đồng không cần pha. Cuối cùng là chai dưỡng bóng giản áo Go Racing giá 175.000 đồng.